Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, trân trọng kính chào quý vị khán thính giả gần xa, một ngày mới thân thương và nhiều hạnh phúc. Kính thưa quý vị, hôm nay trở lại chương trình, chúng ta sẽ bàn luận về bốn câu trong sấm giảng của Đức Thầy. Trong một giáp ân cần suy tính, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Đến nay là buổi khoa tràng, minh quân xuất thế khắp tràng thảnh thơi. Thì trong những câu văn trên, Đức Thầy bảo chúng ta trong một giáp ân cần suy tính. Vậy chúng ta phải suy tính ở con giáp nào? Vậy con giáp nào là đúng? Thì chúng ta sẽ chia ra như sau. Con giáp 12 năm đầu, tức là năm 1939 và 1951. Con giáp 61 năm, tức là cũng bắt đầu từ năm 1939 tới năm 2000. Và con giáp 100 năm, cũng từ 1939 đến 2039. Là ta có 3 con giáp 12 năm, 61 năm và 100 năm. Bây giờ ta phải lấy một con giáp cuối cùng 12 năm cuối, là từ năm 2020 đến 2031 mới thích hợp trong câu minh quân xuất thế khắp tràng thảnh thơi. Vậy xin kính mời quý vị đồng hành và theo dõi chương trình của chúng tôi. Con giáp ở đây là con giáp của thời minh quân xuất thế. Vậy khi nào minh quân mới xuất thế? Có phải con giáp 12 năm đầu này không? Là tất nhiên từ năm 1939 tới 1951 là 12 năm. Vậy thì kể từ ngày Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939 cộng thêm 12 năm là đúng năm Tân Mão 1951. Vậy trong khoảng thời gian này đã xảy ra những sự việc gì? Từ trước đến nay ai cũng đem áp dụng những câu dưới đây cho là đúng. Vào thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai là mèo kêu bá thánh lao sao, đến chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị sáo xào, canh khuya gà gái máu đào mới ngưng, trong quyển một. Hoặc là dựa theo 11 hồi của ông sư giải bán khoai, năm dần nhiều nỗi bơ dơ, bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng, năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợi lụy tuôn dầm về, vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương rồng lộn ê hề thay thi, mèo kêu xiết đến sầu bi, tới gà dỗ vậy thì bình an. Cũng như bốn câu sấm của Đức Trạng Trình: Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khởi đao binh, mã đề dương cước anh hùng tận, thân dậu niên lai kiến thái bình. Như vậy bài nào cũng có câu kết thúc ở năm dậu. Trong khi đó chiến tranh thế giới lần hai lại khởi đầu ngay năm Kỷ Mão 1939 và kết thúc năm Ất Dậu 1945. Theo chúng tôi ở đây có sự trùng hợp chứ không có thể áp dụng vào giai đoạn này được. Ở những câu trên chỉ nói chi con giáp chứ không có nói đến can. Kết hợp giữa can lẫn chi thì mới nói lên năm tháng ngày giờ chính xác được.
Ở đây chỉ nói đơn phương năm mèo thình tị thì biết năm mèo nào hoặc năm tình nào. Vậy con giáp 12 năm này là từ năm 1939, năm 1951, có Minh Quân xuất hiện chưa? Anh hùng có tận chưa? Nghĩa là chưa, thế là không hợp lý rồi. Vậy ta thử truy tìm qua con giáp 61 năm xem sao. Phần thứ hai, con giáp 61 năm là từ năm 1939 đến năm 2000. Tiếp tục, ta lấy năm 1939 cộng thêm 61 năm, rơi đúng vào năm 2000 là năm Canh Thìn. Dựa vào câu 2000 năm tận thế hoặc theo lời ông Ba Thới đã nói, trong 2000 sử biến thất sơn, biến thiên biến địa, biến nhân thay đời. Như thế là quá khớp rồi, đâu còn nghi nan gì nữa, phải không? Vì thế mà vào năm 2000 là Canh Thìn, từ các bậc tu sĩ Am Cốc cho đến một số chân tu đều khẳng định năm 2000 là tận thế rồi. Nhưng có về đâu, do nhận thức không tới, do không thấu hiểu câu văn thơ sấm truyền mà nhận thức sai lầm đi. Phải biết rằng ông Ba cho biết trong 2000 năm, chứ đâu có khẳng định là đúng năm 2000. Bởi vì đến năm 2099 cũng là nằm trong vòng 2000 năm. Thế là đến nay là năm 2024, đã quá 67 năm rồi. Vậy con giáp 61 năm cũng không đúng nữa. Vậy ta thử tìm hiểu con giáp 100 năm xem sao. Phần thứ ba, con giáp 100 năm là từ năm 1939 đến năm 2039. Câu sấm truyền mà Đức Thầy nói, cả can lẫn chi, chỉ cho ta biết năm tận thế là ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý. Năm Bính Tý là năm 1936, trước 3 năm ngày Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939. Ta cộng thêm 100 năm từ năm Bính Tý 1936 hoặc năm Kỷ Mão 1939, ta có được Bính Tý 1936 cộng 100 năm bằng 2036 là Bính Thìn. Kỷ Mão 1939 cộng 100 năm là Kỷ Mùi 2039. Năm 2036, năm Bính Thìn là năm gia hạn của trời mới kết thúc. Năm 2039, Kỷ Mùi là năm gia hạn của Phật. Tính từ năm Bính Tý 1936 đến năm nay 2024, Giáp Thìn là 88 năm rồi. Tính từ năm Kỷ Mão 1939 đến năm 2024, Giáp Thìn cũng là 85 năm rồi. Cũng gần hết 100 năm. Như vậy ta có thể khẳng định chắc chắn rằng là Đức Thầy lãnh lệnh của Phật trời xuống phổ truyền khuyến tu bằng pháp môn tịnh độ trong vòng con giáp 100 năm này. Như Đức Thầy đã tiết lộ trong bài lý lịch, Ngài rời tiên cảnh xuống thôn Hòa Hảo đầu tiên để truyền bá Phật Pháp trong vòng 100 năm. Huỳnh Long tự thế gần sanh chúng, bổn tánh hòa thôn hảo dĩ đầu. Tiên cảnh thoát ly truyền bá kỹ, năng tầm Phật lý rạch từ câu. Huỳnh Long là Đức Thầy
Hòa thôn là thôn Hòa Hảo, Dĩ đầu là đầu tiên, Bá Kỷ là 100 năm. Thời gian sứ mệnh của Đức Thầy rất ăn khớp với lời của Đức Phật Thích Ca. Từ ngàn năm xưa có ghi lại trong quyển kinh Vô Lượng Thọ như sau: sau khi ta nhập diệt thì tất cả các pháp môn trên thế giới này đều bị hủy diệt hết. Chỉ còn duy nhất cuốn kinh Vô Lượng Thọ với pháp môn tịnh độ mới cứu giúp chúng sanh trong thời hạ nguyên mạt pháp này thoát khỏi luân hồi quả báo mà thôi, và đồng thời kéo dài thêm 100 năm nữa trước khi mạt pháp kết thúc trên thế gian này. Quả đúng không sai, những điều dẫn chứng trên đây đã rõ ràng, không còn cho phép chúng ta có thể suy nghĩ điều gì khác hơn được nữa. Phần thứ tư, con giáp cuối cùng trong vòng 100 năm, 12 năm một con giáp, đó là từ năm 2020 Canh Tý đến năm 2031 Tân Hợi. Trong 100 năm sứ mệnh của Đức Thầy, nay chỉ còn một con giáp cuối cùng nữa thôi. Nếu nghiên cứu thật kỹ, ta sẽ thấy Đức Thầy chỉ cho chúng ta những câu huyền cơ và thôi thúc ta ráng truy tầm thì sẽ rõ. Trong giảng xưa, Tứ Thánh cũng như Đức Thầy có nói về 12 con giáp thì nói chi nhiều hơn. Có trường hợp đặc biệt, Đức Thầy tiết lộ cả can lẫn chi, giúp cho ta biết được năm kết thúc ba nguyên, nghĩa là ngày tận thế, cũng là cái mốc thời gian là điểm tựa khởi đầu cho 100 năm Ngọc Hoàng gia hạn. Ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý, tức là 1936, hoặc là báo hiệu năm kết thúc chế độ anh hùng trị. Đinh Mùi phản thủy, có ngôi thủy hoàng. Còn ông ba thì cho biết năm Việt Nam ta có vua. Đinh Tị ra sấm thình lình, nhân dân sao xuyến nước mình có vua. Để kết hợp cho bằng được cả can lẫn chi, Đức Thầy bảo ta phải ráng tri tầm trong sấm trạng trình. Là năm rồng rắn ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thay phơi. Trạng trình truyền sấm mấy lời, ngày nay dân chúng dậy thời ráng tri. Hiền nhân bổn phận tu mi, hãy mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ. Vậy Đức Trạng nói về can như thế nào? Bằng câu canh tân sực nức nguy hèm, nhâm quý lẳng lặng ngoài đem binh vào. Giáp thời thấy rõ binh đao, ất niên chiến họa xâm vào tràn lan. Nói qua con giáp 12 năm thì phải khởi đầu bằng năm Tý như ông ba thới nói. Từ Tý chí hợi, biết đâu mai chiều. Giờ ta thử lấy can lẫn chi ráp lại xem coi đúng vào năm nào, những năm này có điều gì khác biệt. Lời của Đức Trạng, canh tân sực nức mùi hèm là Canh Tý, tân là Tân Sửu, canh là Canh Tý, tân là Tân Sửu. Đây là hai năm báo hiệu chớm đi vào cảnh khổ, dân còn mãi say xưa trụy lạc. Nhâm quý lẳng lặng ngoài đem binh vào. Nhâm là nhâm dần, quý là quý mẹo, bên ngoài âm thầm gây ra chiến tranh. Giáp thời thấy rõ binh đao, giáp là giáp thình, chiến tranh sẽ bùng phát. Ất niên chiến họa xâm vào tràn lan, đến đó chiến tranh sẽ khởi động. Vừa rồi ta lấy can ráp với chi, tiếp theo cũng là lời sấm trạng, ta lấy chi ráp với can vẫn không sai biệt. Long dĩ xà đầu khởi chiến tranh. Long dĩ
Long là rồng là Giáp Thìn, xà đầu là Ất Tỵ, cuối Giáp Thìn đầu Ất Tỵ, chiến tranh thế giới lần thứ ba sẽ bùng phát. Can qua xứ xứ khởi đao binh, chiến tranh biên giới xảy ra khắp nơi nơi. Mã Đề Dương Cước anh hùng tận. Mã Đề và Dương Cước, Mã Đề là Bính Ngọ, Dương Cước là Đinh Mùi. Chiến tranh kết thúc, Thân Dậu niên lai kiến Thái Bình, thì tới năm Gà là Thân Dậu là kết thúc chiến tranh, là có sự Thái Bình. Kính thưa quý vị, những lời bàn và tri tầm sấm cơ của Đức Trạng cũng như Đức Thầy đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Kính chúc quý vị một ngày mới thân tâm an lạc, vạn sự như ý. Trân trọng kính chào. Và nếu thấy video có phần bổ ích và nghiên cứu, xin quý vị ủng hộ bằng cách đăng ký và chia sẻ. Trân trọng kính chào quý vị. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đọc bài sa đéc của Đức Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nhìn con thấy muôn bài sống dậy, cử thiền môn còn hai quá thêm nó. Dầu giáng lao giả thất.
Bye.
cánh, ước cho họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cất lát một đàn. Thì thân thầy hết phải dân an, đâu có chịu mang câu nhà hòa nước tràn ngập ca đi.
giấy thì tràn cá vào trong, lúc cô hãng đi đồng sau khắp. Biết làm sao lên lưng bạch hạc bay cả trời tỏ ấy từ bi. Khắp thế gian con thảo cục quỳ, chầu trước bệ cha hiền ngọc đế. Làm ơn dinh nhục sinh trong thái hải, tuần xưa kia sắp đặt đã lâu.